Bệnh viện Quân y 103 vừa thông tin về một ca bệnh nhiễm liên cầu khuẩn. Một người phụ nữ 40 tuổi làm nghề giết mổ, bán thịt lợn, đột nhiên xuất huyết dưới da thành mảng, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn gây bệnh liên cầu khuẩn. Bệnh nhân tiền sử đau khớp tay, chân và đau lưng nhiều, khoảng một tháng nay uống thuốc nam và thuốc giảm cân. Hai ngày trước chị mệt mỏi ăn uống kém, đau mạn dần phải âm mỉ liên tục, có lúc đau quặn thành cơn, sau đó diễn biến nặng. Khi nhập viện chị trong tình trạng sốc, vật vã kích thích, da niêm mạc vàng xuất huyết tế da dạng mảng thở nhanh nông mạnh nhanh tim không đều suy gan suy tận cấp các chỉ dấu nhiễm khuẩn tăng bác sĩ đánh giá bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy chức năng đa tạng nguyên nhân có thể do ngộ độc thuốc dùng thuốc nam trước đó hoặc nhiễm khuẩn yếu tố dịch tễ làm nghề giết mổ bán thịt lợn nguy cơ tử vong rất cao người bệnh được hồi sức hô hấp tuần hoàn lọc máu liên tục bù dịch điện giải trong quá trình điều trị bác sĩ nhận thấy người bệnh có biểu hiện viêm do nhiễm khuẩn kèm theo ban xuất huyết dưới da tay chân vàng da, chỉ định cấy máu kết quả dương tính với liên cầu lợn. Bệnh nhân được lọc máu 7 lần liên tục, dùng kháng sinh mạnh, hỗ trợ chức năng các tạng dần qua nguy kịch, chức năng các tạng về bình thường ra viện sau 28 ngày điều trị.